Rồi vào hai tiết học trước thì chúng ta đã tìm hiểu về đó là vật liệu cơ khí phổ biến và cũng như là các dụng cụ cơ khí. Vậy thì vào cái tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung cũng là chủ đề ha. Vậy thì bạn nào có thể kể cho cô một số dụng cụ gia công mà em đã được học vào tiết trước nào? Hãy kể tên cho cô một số dụng cụ gia công mà em đã được học. Rồi cô mời Đình Giang. Hãy kể tên cho cô một số dụng cụ gia công mà em đã được học vào tiết trước. Đình Giang đâu rồi nhỉ? Rồi Đây cô. em trả lời đi em. Dụng cụ gia công là mình sẽ gồm có những dụng cụ nào? Bạn Giang tìm có vẻ hơi lâu nhỉ? Rồi bạn Quỳnh Giang giúp bạn nào. Vật liệu gia công con. Dụng cụ gia công. Dụng cụ gia công cơ khí là gồm có những dụng cụ nào? Dụng cụ gia công cơ khí à cô? Ở chung Dụng cụ gia công cơ khí là gồm có những dụng cụ nào em? dạ. Dụng cụ gia công cơ khí là có cái cờ lê hả con? Rồi, Sơn. Cô là có búa, cưa, đục, giữa, giũa. Búa, cưa, đục và dũa đó là những cụ dụng cụ gia công. Còn cờ lê hoặc gõ lết thì dụng cụ đó mình gọi là dụng cụ tháo lắp hoặc kẹp chặt nha. Rồi đó là những kiến thức chúng ta đã học ở tiết trước rồi. Chúng ta cần phải lưu ý cái bài học của chúng ta hơn nhé. Đây là những cái phần rất là đơn giản liên hệ đến thực tế của chúng ta luôn mà chúng ta tìm ở trong vở không mà trong sách là chúng ta tìm cũng rất là lâu nhé. Rồi về trong hôm nay tiết hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung đó chính là chương số 4 cũng là chủ đề số 1 luôn. Đó là phần chi tiết máy và lắp ghép. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đó là khái niệm chi tiết máy và lắp ghép. Rồi, các em viết tựa bài vào cho cô ha. Chương 4 chủ đề 1 luôn ha. Chi tiết máy và lắp ghép. Bài số 24 khái niệm chi tiết máy và lắp ghép. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về phần đầu tiên đó là khái niệm về chi tiết máy. Về chi tiết máy là gì? Các em xem cho cô một số hình ảnh như sau. Ở đây cô có đó là cụm trục trước của xe đạp. Và đây, cụm trục trước này chúng ta đã... Đây là cụm trục trước này của xe đạp này. Và đây là các phần tử của nó và chúng ta đã gỡ ra. Vậy thì qua đây em nhìn trong hình và cho cô biết là cụm trục trước của xe đạp được cấu tạo từ mấy phần tử. Và trong những phần tử mà em nêu ra thì những phần tử này em biết tên những phần tử nào thì em cũng có thể nêu tên của nó ra ha. Rồi cho cô biết nè, cụm trục trước của xe đạp được cấu tạo bởi mấy phần tử. Và đó là những phần tử nào? Chúng ta có thể nêu tên được thì càng tốt ha. Tuy Cô là 5 phần tử cô. đó là gì em? Phần thứ nhất là trục, phần thứ hai là đai ốc, phần thứ ba là vòng đệm, phần thứ tư là đai ốc thẳng côn, phần thứ năm là cột. Chúng ta thấy rằng là cụm trục trước xe đạp sẽ gồm có 5 phần tử kết hợp với nhau. Đây, đánh số rất là rõ ràng ha. Và ở đây chúng ta có thể nhận định được một số phần tử mà chúng ta có thể biết tên. Ví dụ số 1 đây chúng ta sẽ gọi nó là trục chẳng hạn ha. Rồi số 3 này chúng ta học vào những tiết trước chúng ta biết đây là vòng đệm. Còn số 4 đây là gì? Đai ốc đúng không nào? Ngoài ra thì có chi tiết số 2 và chi tiết số 5 này là hai chi tiết này nó hơi lạ với các em. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần là bữa trước chúng ta học về đọc bản vẽ côn có ren. Thì đây chính là cái côn này. Côn. Rồi còn đây trong trường hợp này là đai ốc hãm côn các em ạ.
Vậy chúng ta thấy rằng là cụm trục trước xe đạp sẽ được tạo bởi đó là các chi tiết, đó là bao gồm trục, đai ốc hãm côn nhé các em nhé, vòng đệm, đai ốc và côn. Và trong trường hợp này chúng ta thấy đây là những phần tử để tạo nên được đó là một sản phẩm, đó là cụm trục trước của xe đạp. Vậy thì chúng ta hãy xem là những cái phần tử này sẽ có công dụng như thế nào nhé. Ở đây theo em đầu tiên là trục. Trục thì sẽ có công dụng để làm gì? Mình có thể nói là các anh mình hiểu nhé. Mình hiểu như thế nào mình nói như vậy. Rồi đúng hay sai thì lát là chúng ta sẽ sửa sau. Rồi theo em trục thì chúng ta dùng để làm gì? Đây, cái trục đây. Trục này chúng ta dùng để làm gì đây? Trục để làm gì nhỉ? Và mà chúng ta thấy là người ta có, chúng ta xem hình ảnh đó là cụm trục trước này nằm ở đâu? Ở phần thân xe nối với bánh xe đúng không nào? Vậy thì trục này dùng để làm gì? Sơn? Thưa cô, để giữ bánh. À, để giữ bánh. Hoặc là dùng để kết nối các bộ phận trong cái xe lại với nhau. Để nối giữa bánh xe với lại phần khung xe chẳng hạn đúng không nào? Hoặc trục này dùng có thể để là chúng ta làm gì nhỉ? Để lắp các chi tiết còn lại, các phần tử còn lại. Đây, đai ốc, vòng đệm, đai ốc hàm côn và côn. Và hôm nãy nó có một cái lỗ nha các em nhé. Đây là đai ốc ở bên này, là đai ốc hàm côn. Vậy đây chúng ta thấy rằng trục sẽ có miêu tả hình dạng của nó là trục này sẽ có hai đầu. Đặc biệt hai đầu này nó sẽ có một đặc điểm đó là hai đầu này nó có ren nhé các em nhé. Vì chúng ta thấy là đây nè, đai ốc và đai ốc hàm côn này, hoặc là côn này là những chi tiết đều có ren, thì hai đầu này chúng ta muốn lắp vào được thì chúng ta đây, chúng ta sẽ thấy được là hai đầu của trục này sẽ có ren. Và để lắp vào càng của xe ha. Rồi còn đối với đai ốc, đai ốc sẽ có nhiệm vụ là lắp trục vào với càng xe. Trục với càng xe nhé em nhé. Đây, phần trục đây với càng xe. Thì chúng ta nếu mà chúng ta không có đai ốc thì đương nhiên phần trục với càng xe này sẽ bị rơi ra. Vì vậy chúng ta cần phải sử dụng đó là đai ốc. Còn đối với vòng đệm, như buổi trước chúng ta đã phân tích về công dụng của vòng đệm rồi, thì vòng đệm thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có một cái tác dụng đó là sẽ san đều của lực xiết ha. Vậy trong trường hợp nó sẽ được lót giữa các chi tiết với nhau, giữa các chi tiết hoặc các bộ phận, các phần tử còn lại với nhau. Đó, sau đó chúng ta sẽ dùng lực xiết để xiết chặt. Đây là vị trí của vòng đệm ở trường hợp này. Rồi chúng ta còn có đai ốc hãm côn. Đây, đây chính là đai ốc hãm côn được em. Đai ốc hãm côn này nó sẽ có cái bề dày nó mỏng hơn so với lại phần đai ốc phía ngoài cùng rồi nhé. Vậy trong trường hợp này đai ốc hãm côn này sẽ giúp cho phần côn này sẽ được cố định ở một vị trí, nó không bị xê dịch đi ở vị trí khác. Đó, chúng ta gọi là đai ốc hãm côn. Còn đối với côn, côn chính là một chi tiết mà bữa chúng ta đã phân tích là nó sẽ kết hợp với hai phần. Là phần phía trên của nó sẽ có dạng đó là hình nón cụt, và phần phía dưới của nó sẽ có dạng hình trụ rỗng ha. Và bên trong côn này là sẽ nó có phần ren nhé. Vậy thì côn này sẽ dùng với ổ bi và nồi tạo thành ổ trục. Ở đây chúng ta còn đang thiếu vòng bi nhé các em nhé. Còn có ổ bi đây nữa, xong rồi lắp vào bánh xe nữa thì mới có phần ổ trục đó. Và chúng ta có thể giúp cho xe di chuyển được. Và chúng ta thấy rằng là mỗi phần tử trong cái cụm trục trước của xe đạp này, chúng ta thấy là chúng có hình dạng xác định, có cấu tạo hoàn chỉnh, đồng thời nó sẽ có thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong cái chi tiết, trong cả cái cụm chi tiết này. Vậy chúng ta thấy rằng đây là những cái phần tử mà chúng ta đã liệt kê ra, và những phần tử này chúng ta gọi là chi tiết máy. Vậy thì ở đây chúng ta có thể đưa ra cho cô được là những cái phần tử là bao gồm những cái phần tử, năm phần tử này thì có đặc điểm chung đó là gì? Em cần nhìn thấy cái bài cô chia sẻ không?
có cô ơi. À của cô là bị mất hẳn cái phần tim luôn á, không mới vào lại. Rồi mời Tuấn hả? À các phần tử có đặc điểm chung là có cấu tạo hoàn chỉnh. À đúng rồi, hôm nay cô mới nói xong ha. Các phần tử này có một đặc điểm chung với nhau, đó chính là gì? Đều có những cái cấu tạo của nó hoàn chỉnh. Và đồng thời nó có một điểm chung nữa, đó là gì? Nó đều thực hiện những nhiệm vụ cụ thể ở trong một sản phẩm nào đó, đúng không nào? Và những phần tử này chúng ta gọi đó chính là các chi tiết máy. Và đây chi tiết máy chính là những cái phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy, thì đó chúng ta sẽ gọi là chi tiết máy. Đó, các em viết cho cô phần này màu bỏ ha. Ờ cô ơi, cái chia sẻ màn hình nó tắt rồi cô. Ủa nó tắt hả? Bị mất rồi cô. À. Rồi các em nhìn thấy chưa? Dạ, dạ rồi cô. Hôm nay phần mềm chắc nó bị lỗi gì sao? Vậy hôm nay lúc mà bạn trả lời thì cô tưởng là các em vẫn đang nhìn thấy màn hình chia sẻ. Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy. Em biết xong mà nói chưa? À. Rồi về ở đây bây giờ các em nhìn cho cô hình ảnh sau đây. Ở đây cô có rất nhiều các phần tử ha. Vậy các em hãy nhận định cho cô trong những phần tử này, phần tử nào là chi tiết máy và phần tử nào không phải là chi tiết máy. À cô thấy tín hiệu của Huy rồi nè. Còn những bạn khác chúng ta nhìn kịp chưa? À Đình Tuấn rồi nè. Để thêm một số bạn nữa ha. Cho các bạn suy nghĩ nè. Và nhớ giải thích dùng cho cô tại sao nha. Tại sao phần tử này là chi tiết máy và tại sao phần tử đó không phải là chi tiết máy nha. Các em phải giải thích nữa nhé. À, có hai bạn chúng ta làm xong phần này rồi hả? Những bạn khác chúng ta làm chưa xong hả? Lớp chúng ta cô thấy mật cam rất là ít nha, chỉ có 5 bạn chúng ta đang mật cam. Cô thấy Ly nè, Trình nè, Quốc Tuấn nè, Khánh Vy, Đại. Rồi cô mời Đình Tuấn. Dạ thưa cô là hình A. À, hình B, hình C, hình E với lại hình D là hình là chi tiết máy. Rồi, vậy thì không phải chi tiết máy là phần nào? Rồi, hình G với hình H. À, G với H là không phải chi tiết máy. Rồi em có thể giải thích cho cô vì sao phần G là khung xe đạp và H là mảnh vỡ máy thì chúng ta không xếp vào nó là chi tiết máy được em? Dạ thôi cô, tại vì nó chưa có cấu tạo hoàn chỉnh, lại nó có thể tách rời ra. À, nó có thể tách rời ra. À, vậy thì còn những cái chi tiết còn lại thì vì sao em xếp vào nó là chi tiết máy vậy em? Dạ thôi cô, vì nó có cấu tạo hoàn chỉnh với lại nó không thể tách rời ra. À, vậy thì trong trường hợp này ở đây chúng ta thấy rằng cô sẽ nhận định về cái câu trả lời của bạn, nhận xét về câu trả lời của bạn Tuấn ha. Ở đây chúng ta sẽ có chi tiết hoặc cũng sẽ có phần tử không phải là chi tiết máy, đó chính là mảnh vỡ máy. Còn đối với khung xe đạp chúng ta vẫn xếp vào nó là chi tiết máy. Và ở đây như bạn Tuấn nói rất là hợp lý, đó là mảnh vỡ máy không có cấu tạo hoàn chỉnh. Vì vậy mảnh vỡ máy mà có nghĩa là chỉ mảnh vỡ cùng cái máy thôi, thì có nghĩa là trong trường hợp này nó không có cấu tạo hoàn chỉnh. À, còn đối với các chi tiết, các phần tử còn lại nó đều được xếp vào đó là các chi tiết máy.
Vì như bạn đã nêu ra đó là những phần tử này đã có cấu tạo hoàn chỉnh. Còn riêng đối với khung xe đạp sẽ là một cục các chi tiết máy ghép lại với nhau. Và trong trường hợp này bạn kêu là khung xe đạp này có thể tháo rời ra được. Tuy nhiên nếu như khi chúng ta tháo rời ra thì những cái phần tử này nó sẽ bị hư và nó sẽ không còn có công dụng là cái khung xe đạp của nó nữa. Vậy trong trường hợp này cả cái cục khung xe đạp này chúng ta vẫn xếp vào nó là một chi tiết máy. Vậy ở đây chúng ta lưu ý giùm cho cô dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy, đó là sẽ có hai dấu hiệu. Thứ nhất đó là phải có cấu tạo hoàn chỉnh, thứ hai là không thể tháo rời ra được nữa. Nếu trong trường hợp này chúng ta tháo rời khung xe đạp này ra nữa thì có nghĩa nó sẽ bị hư, bị hư ra, nó sẽ đứng thì nó sẽ từ thành đó là những cái thanh kim loại dạng ống hoặc dạng trụ, như thế là có nghĩa là sẽ bị hư hỏng mà nó không còn được nguyên vẹn cái cấu tạo của nó nữa. Vì trong trường hợp này khung xe đạp vẫn gọi là xếp vào chi tiết máy nha. Vậy chúng ta lưu ý có hai dấu hiệu để chúng ta nhận biết chi tiết máy, đó là có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được nữa nha. Rồi, chúng ta sẽ có dấu hiệu nhận biết chi tiết máy, đó là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được nữa. Rồi, chúng ta ghi vô cô phần này và vỡ. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung thứ hai, đó là phân loại về các chi tiết máy. Ở đây chúng ta sẽ có các chi tiết như sau, đó là khung xe đạp, kim của máy khâu, lò xo, bánh răng, bu lông và đai ốc. Vậy trong trường hợp này hãy cho cô biết là chi tiết trên được sử dụng như thế nào. Các chi tiết trên thì được sử dụng như thế nào? Những chi tiết này thì dùng để làm gì đây? Công dụng của những chi tiết này. Huy. Cô là để lắp ráp. Để lắp ráp, vậy thì chi tiết nào là dùng để lắp ráp vậy em? Cô là lò xo, bánh răng, bu lông, đai ốc. Còn cái nào mà tôi biết không thì làm gì? Cũng vậy. Cũng vậy. Rồi, bạn nào hãy nhận xét câu trả lời của bạn Huy là bạn cho rằng đó là những chi tiết mà có trên hình đây, là những chi tiết này dùng để lắp ráp lại với nhau. Đó là cách sử dụng của những chi tiết này. Vậy câu trả lời của bạn Huy đã hợp lý hay chưa? Khung xe đạp không có. Khung xe đạp là không. Khung xe đạp là dùng để làm gì em? Không biết. Rồi bạn nào có thể trả lời bổ sung cho cái phần câu hỏi này nào? Cho cô biết là những chi tiết trên đây thì dùng để làm gì? Hoặc là để có thể sử dụng để làm gì? Toán. Dạ thưa cô, theo em thì bu lông, đai ốc, bánh răng là dùng với khung xe đạp là dùng để lắp ghép. Còn kim máy khâu là dùng để tạo lỗ. Còn lò xo là dùng để chưa nghĩ ra. Rồi, ở đây khung xe đạp thì như bạn thấy rằng là khung xe đạp là dùng để lắp ráp các bộ phận khác của xe đạp vào với nhau, đúng không nào? Vậy trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng khung xe đạp này sẽ là một chi tiết chỉ sử dụng trong gì? Trong phần ứng dụng của xe đạp mà thôi. Còn kim của máy khâu thì dùng để gì? Tạo thành các mũi khâu, đúng không nào? Và nó sẽ có công dụng đó là gì? Là để tạo ra trong quá trình may vá. Và nó cũng chỉ sử dụng trong gì? Trong máy khâu mà thôi. Còn đối với bu lông, đai ốc thì trong trường hợp này dùng để lắp ráp các chi tiết lại với nhau. Và ở đây chúng ta có thể sử dụng bu lông, đai ốc này trong xe đạp, trong máy khâu, hoặc chúng ta có thể sử dụng trong xe máy cũng được ha. Tùy theo các kích cỡ, các bộ phận chúng ta có thể sử dụng các bu lông đai ốc này được. Ở đây lò xo này, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể sử dụng trong xe đạp
hoặc chúng ta có thể sử dụng ở trong xe máy, hoặc là chúng ta có thể thấy được là một số lò xo người ta sử dụng trong các ghế đệm ha. Còn đối với bánh răng này, chúng ta thấy rằng bánh răng này có thể sử dụng trong các loại đồng hồ, hoặc là chúng ta có thể thấy sử dụng trong các loại máy móc khác nhau. Vậy ở đây chúng ta thấy rằng để có thể phân loại được trên chi tiết máy thì chúng ta sẽ dựa vào gì nhỉ? Cái công dụng của những cái chi tiết máy này. Vậy ở đây thì bạn nào có thể cho cô biết là chi tiết máy sẽ được phân làm mấy loại và đó là những loại nào? Chi tiết máy được phân làm mấy loại và đó là những loại nào em? Oanh? Dạ thưa cô, được chia làm hai loại là các loại nhóm các chi tiết như là bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo là được sử dụng trong nhiều loại máy khác nhau, được gọi là chi tiết có công dụng chung. Còn nhóm thứ hai là nhóm các chi tiết như là trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp thì chỉ được dùng trong một loại máy nhất định, gọi là chi tiết có công dụng riêng. Đúng rồi. Ở đây chúng ta dựa vào công dụng của các chi tiết để chúng ta phân loại chúng. Thì chúng ta sẽ có đó là chi tiết máy có công dụng chung và chi tiết máy có công dụng riêng. Ở đây kim máy khâu hoặc khung xe đạp là chi tiết máy có công dụng riêng vì nó chỉ sử dụng trong một loại máy hoặc loại thiết bị nhất định. Còn đối với bu lông, đai ốc, lò xo, bánh răng, vòng đệm, vân vân thì những chi tiết này sẽ là những chi tiết có công dụng riêng, xin lỗi, có công dụng chung vì chúng có thể sử dụng trong nhiều loại máy móc khác nhau. Vậy đây chúng ta sẽ phân loại chi tiết máy. Rồi các em ghi phần này cho cô Hoa. Phân loại chi tiết máy. Chỗ này bị thiếu. Rồi phân loại chi tiết máy sẽ có hai loại, đó là chi tiết máy có công dụng chung và chi tiết máy có công dụng riêng. Các em ghi phần đó lại cho cô nhé. Cô đọc cho các em ghi nhé. Chi tiết máy có công dụng chung và chi tiết máy có công dụng riêng. Và chúng ta hiểu dùng cho cô đó là chi tiết máy có công dụng chung, có nghĩa là sử dụng cho nhiều loại máy khác nhau. Đây, chúng ta có thể biết ý này thêm nữa nè. Chi tiết máy có công dụng chung như là có thể sử dụng cho nhiều loại máy khác nhau. Còn chi tiết máy có công dụng riêng thì chỉ sử dụng cho một loại máy nhất định. Vậy chúng ta đã hiểu về đó là khái niệm về chi tiết máy và phân loại về các chi tiết máy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung số 2, đó là các chi tiết này khi được lắp ráp với nhau thì sẽ lắp ráp với những dạng như thế nào. Phần số 2 La Mã, đó là chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào. Rồi ở đây chúng ta sẽ có, đây là một cái bộ trồng rọc ha, bộ trồng rọc. Vậy để các em nhìn vô trong cái phần cấu tạo này thì em nhìn thấy được là bộ đồng rọc này nó sẽ gồm có những bộ phận hoặc những chi tiết nào? Đồng rọc này sẽ được ghép với nhau bởi những chi tiết nào vậy em? Cô mời Oanh. Dạ thưa cô thì có bánh đồng rọc, trục, móc treo và giá đỡ. À có bánh đồng rọc, đúng rồi, móc treo và khung giá đỡ. Ngoài ra còn có đinh tán trong trường hợp này nữa ha. Và chúng ta thấy rằng là nó sẽ được kết hợp bởi các phần tử như bạn đã nêu trên. Đó là bánh đồng rọc, trục, móc treo và giá đỡ. Vậy ở đây chúng ta thử xem là đối với những cái bộ phận cũng như là các chi tiết này của bánh rộng rọc này, của cái hệ thống rộng rọc này thì theo em nó sẽ được ghép với nhau như thế nào ha. Ở đây chúng ta thấy rằng thứ nhất là móc treo và giá đỡ. Đây, móc treo và giá đỡ. Vì trong trường hợp này móc treo sẽ nối vào giá đỡ, sẽ ghép vào giá đỡ bằng, theo em là đó là bằng cách nào các em? Bằng cách nào có thể cố định cái móc treo này ở trong giá đỡ? Ta làm cách nào nhỉ? Ở đây có một cái phương pháp chúng ta gọi là phương pháp đinh tán. Nào các em để cái móc treo nè. Thường cái phần đuôi của móc treo này á, nó sẽ có dạng đó là hình trụ,
Rồi ở chỗ này nè, ngay chỗ giá đỡ phần này nó sẽ có một cái lỗ hở ha. Và chúng ta sẽ gắn cái móc treo này vào. Và trong trường hợp này thì chúng ta đầu còn lại của cái phần móc treo á, chúng ta sẽ dùng búa chúng ta tán ra để cho nó dẹp khít vào cái phần lỗ hở của giá đỡ. Khi đó chúng ta sẽ cố định được móc treo. Vậy thì tùy theo cái việc mà chúng ta tán là chặt hay là lỏng thì chúng ta thấy rằng móc treo này có thể di chuyển xung quanh phần trục của nó hay không. Rồi tương tự như vậy đối với phần trục và bánh răng, bánh lồng ròng. Ở đây chúng ta muốn cố định bánh lồng ròng này với cái phần trục này thì chúng ta thấy là hai đầu của phần trục sẽ có đường kính nhỏ hơn để chúng ta luồn qua hai lỗ của giá đỡ. Sau đó chúng ta dùng búa chúng ta tán cái hai phần này. Cái phần này chúng ta gọi là mối ghép bằng đinh tán ha. Mối ghép bằng đinh tán. Và ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta làm như vậy thì cái phần bánh lồng ròng vẫn có thể là di chuyển xung quanh phần trục của nó. Vậy trong trường hợp này và nếu như chúng ta muốn tháo phần trục này ra thì chúng ta bắt buộc phải làm gì? Phải phá hủy cái đinh tán này. Thì trong trường hợp này phá hủy như vậy có nghĩa là phần chi tiết của nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Vì lúc này đây chúng ta sẽ gọi đó là mối ghép không tháo được. Vì khi mà chúng ta tháo ra thì có nghĩa chúng ta bắt buộc phải làm hư hỏng phần chi tiết đó. Chúng ta gọi đó là mối ghép không tháo được. Đây nó đều ghép bằng nhau bằng đinh tán ha các em ha. Và trong trường hợp này hồi nãy chúng ta thấy rằng cô có nói là giữa bánh lồng ròng và phần trục của nó thì lồng ròng này có thể di chuyển xung quanh cái trục của nó được. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi đó là mối ghép độc. Còn mối các mối ghép bằng đinh tán khác, nếu chúng ta tán chặt rồi thì có nghĩa là những cái phần khung hoặc móc treo mà nó không di chuyển được, nó không xoay chuyển được, nó cố định một chỗ thôi. Chúng ta gọi đó là mối ghép cố định. Vậy ở đây chúng ta sẽ có hai dạng mối ghép. Để ghép các chi tiết lại thì chúng ta sẽ có hai dạng mối ghép ha. Đó là mối ghép cố định và mối ghép độc. Trong trường hợp này mối ghép cố định sẽ là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau. Có nghĩa là khi ghép vào rồi thì chi tiết này với chi tiết kia là sẽ không có sự chuyển động, nó cố định một chỗ luôn. Rồi ví dụ như trong trường hợp chúng ta thấy là mối ghép giữa các phần cán của cái bay này với phần bay hoặc là phần dao, đây là đều là mối ghép bằng đinh tán các em nè. Đó, cố định lại ha. Rồi trong trường hợp này đây là mối ghép bằng bu lông đai ốc. Thì lúc này đây thì các vòng đai nó sẽ được cố định lại, không có sự di chuyển chẳng hạn ha. Chúng ta gọi đó là mối ghép cố định. Đó, đây. Đây là các kinh vít ha. Ở các ổ điện, ở các ổ khóa cửa. Và chỉ có khác biệt ở đây nè. Mối ghép bằng ở cái con dao nè, và cái cán dao á, thì chúng ta muốn tháo ra thì chúng ta phải phá hủy cái phần mối ghép này đi thì chúng ta mới tháo ra được. Thì chúng ta nếu mà tháo như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phá hủy cái phần chi tiết của nó. Vậy thì mối ghép này chúng ta gọi là mối ghép cố định không tháo được. Còn đối với bu lông đai ốc này thì chúng ta cần lấy cờ lê hoặc mỏ lết là chúng ta vặn cái đai ốc này ra là sẽ ra tháo ra được. Vì trong trường hợp này chúng ta gọi đây là mối ghép cố định tháo được. Nên chúng ta phân biệt những trường hợp vậy. Đó, đây là không tháo được và đây là mối ghép tháo được. Vậy thì chúng ta ghi lại cho cô cái phần nội dung này nè, mối ghép cố định. Ở đây chúng ta sẽ có hai dạng mối ghép các em nhé, là mối ghép cố định và mối ghép độc. Rồi, mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép được không có chuyển động tương đối với nhau. Còn chúng ta cũng bị quá hết 3 phút rồi. Rồi nội dung bài học của chúng ta hôm nay tới đây là kết thúc, vì đây là nội dung chủ đề nên là chúng ta có thể học vào những cái tiết sau nữa ha. Vậy thì để tiếp tục phần nội dung thì các em sẽ tiếp tục tìm hiểu cho cô về mối ghép độc sẽ là mối ghép như thế nào. Và có thể liên hệ lấy cho cô ví dụ nhé các em nhé. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho tiết học bữa sau. Em chào cô. Rồi tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc các em ha. Em chào cô. Chào cô.